Kính bạch trên sư phụ, chúng con là các Phật tử hiện đang sinh sống và làm việc tại nước Canada, Mỹ, USA, Đức, Deutschland, Pháp, La France, Cộng hòa Sip, Kypros, Nga, Russia, Dubai, Emirates, Mexico, Australia, Thái, Singapore, Hàn Quốc, Taiwan, Canada, Hong Kong, Hàn Quốc. Chúng con là thành viên của đạo tràng Phật tử xa xứ. Kính bạch trên sư phụ, trong năm vừa qua, điều đặc biệt nhất đối với chúng con có lẽ là sự kiện sư phụ đã hứa khả cho phép chúng con thành lập đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng để cho chúng con có môi trường để cùng nhau tu học, cùng nhau sách tấn và quan tâm lẫn nhau. Chúng con cảm nhận được rằng Phật Pháp đã mang chúng con đến gần nhau hơn. Để tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với sư phụ cùng chư tăng, Phật tử xa xứ chúng con cùng nhau làm thơ phổ nhạc. Chúng con xin được gửi lên sư phụ và chư tăng bài hát để nói lên tấm lòng của chúng con, những người con xa xứ luôn luôn hướng về quê hương, hướng về ngôi nhà lớn Ba Vàng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
tin theo người, dám mang một vỡ hôn vui, chẳng hề dao động thoái lui thương lòng, giờ đây được qua ước mơ. Chúc mừng năm mới.